Cô nói là ung thư bàng quang này, rồi chạy thận này, rồi di căn phổi, di căn xương. Giờ để ống y chang vậy mà cái một cái bình bự vậy nè, chứ không phải cái bịch gì cũng đỡ, nó không chịu. Nếu mà lắp ống đó là lắp ống phổi là phải đằng cái bình liên dính trong người vậy. Dính trong người luôn á. Để cái chàng dịch phổi ra cái xuống cái ống, nó thở mới nổi. Mổ cái trên này, cái này nó là mười mấy triệu uổng lắm, bác sĩ cứ để lại đi. Sao nó thiếu quá. Em sợ em chết rồi sao rút nó bác sĩ nó chết thì để bác sĩ chạy xuống rút giùm cho. Nó đừng lo gì hết. Bây giờ cũng chịu cực rồi, tắt cổ chết vậy đó con. Bây giờ cũng vậy. Thì đau quá mẹ chịu không nổi tắt cổ chết. Nó tôi nói bây giờ á, mình ông nội con nó tắt cổ hai người rồi. Bây giờ mà con tắt cổ nữa thì đợi con nó sẽ thế nào. Đường Văn Ngang của xã Quý Tây phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, chỗ ấp 1 tổ 8 xã Tân Quý Tây ạ. À. Ừ, đúng rồi, qua cây chăn nghe. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Hiện tại Thu Yên đang đi ấp 1 tổ 8 xã Tân Quý Tây để gặp lại trường hợp của anh Minh cả nhà ơi. Anh em đang đi dò đường, đi xa quá. Đi mà tìm không có ra nhà. Chị con là cầu Tân Quý là cũng tìm được chứ cầu cua là con tìm không có ra. Mới tới nhà cô Tuyết Mai, mà đi đây thôi á. Chờ hai anh em đi bơ phờ luôn cả nhà ơi. Giờ mới tới nhà cô Tuyết Mai. Không biết mọi người nhớ trường hợp của anh Minh không ta? Anh Minh mà gọi là hình bổm đặt tiêu đề là ba đời ung thư đó. Cả nhà mình cho dễ nhớ. Cha, mẹ, rồi con, rồi. Anh ở trong, anh ở dưới hả cô? Thôi để con chắc là mình từ. Các con ngồi nghỉ xí rồi à, con vào con gặp anh Minh sau cô. Cô Mai cũng vừa mới đón cháu thôi cả nhà. Bây giờ cô Mai biết con bận gì không? Con bận gì cho cô cháu mình ngồi đây một xí. Con hỏi chuyện anh Minh một xí nha cô. Đi rồi. Tòi. Dạ. Ngồi đây đi cô, đây đi. Đây chắc là nhà mình cô. Nhà cô đi không? Giờ mình mua 2002 rồi. Rồi hiện tại cô ở nhà mình là gồm những ai đang sinh sống? Mình và hai đứa con, vợ tuổi rồi. Đứa con? À, chồng mình mất lâu chưa cô? 13 năm. Năm 2010. Khả cổ để tôi nói to hơn một xí cho mọi người nghe rõ. Hôm hai đứa con đi á, hai đứa con đi tới đây nè, nó cái con khá là cũng khá là xa bình thường mọi. Bình thường khi mà cô chở anh Minh đi khám á, là đi bằng phương tiện là xe Honda. Là cô chở đi hả? À, hồi đó nó đi được á thì nó chở, còn bây giờ á thì phải tống ba. Vợ nó chở. Ai chở? Vợ nó chở. Tại vì phải nghỉ, xin nghỉ một tiếng đồng hồ. Rồi đi lên trển là chở. Vợ nó chạy về đi làm tiếp. Đó vậy đó. Rồi khi nào mà tới trưa á mà 12 giờ mà xong rồi nó phải chạy lên rước chồng nó về. Cũng tống ba luôn. Từ đây đi đến bệnh viện chạy thận là mất bao lâu? Cũng phải 50 phút. 50 phút. Rồi nếu mà không đi xe này mà đi ở ngoài chắc là tốn kém nên mình quyết định mà bữa hổm đi đi làm viện về đó. Dạ. Thì chọc dịch đi nè. Dạ. Đau quá kêu vợ anh rước xong nó đi không nổi phải đi mướn taxi đi rồi về để 350. Rồi hôm nay con có thấy có cô này với lại là hai con của anh Minh. Hình như vợ anh là giờ đi làm cô hả? Dạ, đi bán cho người ta. Bình thường chị đi làm công việc có đều không cô? Rồi lương rồi có đủ lo cho gia đình không? Thì một ngày 200 và làm đủ thì thôi, thì cũng không có đủ nữa. Tôi với phụ vô, tôi làm một ngày cũng 200. Rồi tới giờ nó bệnh quá, tôi nghĩ không có làm được nữa. Rồi với cái tháng thì đóng tiền thận 80% thì đóng 45 triệu. Thì tôi cũng phụ vô, vợ nó khi phụ được 1 triệu, 1,5 triệu không chừng. Rồi mấy nay sức khỏe anh sao rồi cô?
này bết lắm rồi. Bết sao? Nhức nhối rồi ho là ói. Ho là ói liên tục luôn. Là dịch tràn phổi lại rồi mà không biết có vô lấy dịch được hay không nữa. Bác sĩ nó lấy hoài không có tốt. Hôm trước là con gặp cô là đang lấy dịch đúng không cô? Hôm đó đi lấy dịch. Là bữa sau mới lấy dịch về được. Bữa sau lấy dịch là đâm vô cái này đi siêu âm đang đâm vô nè. Nó chảy ra cũng gần 2 lít á. À. Dịch phổi mà lên 2 lít luôn á hả? Gần 4 lít đó cô. Trời cha. Bữa cấp cứu là vô gần 1 lít 6. Rồi bữa về là cũng 1 lít mấy đó. Mà không biết nằm đâu dữ thì không hiểu. Hôm là cô nói là ung thư bàng quang nè. Rồi chạy thận nè. Rồi di căn. Di căn phổi. Di căn phổi. Di căn xương. Di căn xương. Là coi như là... Trời, không biết cả nhà nghe thấy không chứ Thu Yên với lại cô Mai ngồi đấy hai cô cháu nói chuyện mà anh Minh ở trong ảnh ho nghĩ rằng ho ói luôn rồi. Nhưng mà ý thức của anh này, ý thức với lại là nói chuyện được cô ho quá mệt thì nói chuyện khào, khi mà nó đỡ rồi mình nói chuyện được. Còn ăn uống thì sao? Ăn uống có khi ăn chưa được thì ăn, còn không được thì ói liền. Ói liền tại chỗ luôn. Có khi không dám ăn luôn, ăn vô thì ói không dám ăn. Cô chẳng thấy là... Sao mà không biết mà thì... Ủa nhưng mà nếu mà cái tình trạng này để lâu cũng đâu có được đâu, xong thì dẫn anh vào bệnh viện ở trong đó anh nằm cho tốt, mà về nhà như vậy có gì nó có cái chuyện gì xảy ra thì đi nó xa cô. Bữa họ nằm viện cũng không có cứu được cái gì, cháu cứ ở ngồi đó, ngồi là nằm đó thở oxy miết thôi, không có viên thuốc uống nữa. Nó lại cho thuốc giảm đau paracetamol không, mà nhà paracetamol bệnh thận nó cho rồi á, nếu không có lấy. Rồi bây giờ nó kêu chuyển qua Chợ Rẫy để mà hút cái dịch ra, mà hút cái dịch ra thì để một cái bình bự nè, là trực tiếp luôn với cái ống của bằng băng trai đó. Cháu không chịu, nó giờ nếu để như vậy thì cháu cũng khó khăn cử động lắm nên cháu không chịu. Anh Minh lại không có chịu. Đúng rồi, nó quyền quyết định của nó thôi chứ cô không dám quyết định đâu. Với lại giờ cháu cũng yếu quá rồi, cô một mình cô đâu có gánh nổi được đâu. Câu hỏi này, không chịu là có phải do tốn kém không? Một là tốn kém, một cái đó nghe bác sĩ nói là 6 triệu, 7 triệu gì đó. Hai là cháu nói là mang cái bình đó là không đi đâu được hết. Tại vì thấy cái bà trong đó bà cũng bị mang cái bình đó rồi, nằm chỗ không à. Bây giờ cháu nói giờ thôi để con chết đi, chứ mà nếu cháu khỏe mà cháu đi tới luôn được, cô cũng dẫn vô ung bú để mà làm là cái xét nghiệm của tế bào ung thư lại. Nếu mà khỏe, còn như vậy cô đâu có mang được nó đâu. Một cái xe hơi lên xuống có tốn tiền thứ nhất, thứ nhì là cô phải đẩy vô đó tùm lum hết mình cô, mà cô bệnh nữa cô đâu có chịu nổi. Mà cô vô đó cô nuôi nó rồi, cô đâu có uống thuốc nam được đâu. Cô phải nấu thuốc nam cô uống. Là nấu uống thuốc nam trị ung thư máu của cô. Đúng rồi. Rồi cô đang phơi thuốc nam vậy đó. Cô uống. Chứ giờ mà nếu vô đó mà cô không có uống thuốc nam được thì cô cũng chết trước đó. Cho hỏi câu hỏi này, bây giờ cái tình trạng bệnh của cô là duy trì rồi đúng không? Dạ. Thấy cô thấy trong người ra sao? Thì bây giờ cô bình thường quá, cô không lo lắng làm sao. Vì không lại mình ấy rồi, cái mình quậy nguyên đêm, 2-3 đêm không ngủ được cái đầu. Cô mệt, hôm qua cô mệt lên cái đây luôn nè. Mệt đau không có đầy luôn á. Nhiều khi mà trưa cô nằm được chút xíu á, cũng đỡ. Mà tối mà ngủ quậy là cô mới thức xuống. Tại vì vợ đi bán không có thức được như cô đâu. Mình kiếm tiền bị lo quá thì bây giờ là kinh tế nhà mình là vợ anh là kinh tế chính luôn mà. Đúng rồi. Lo con đi học rồi tiền bạc lo cho anh Minh mấy cái đợt chi phí điều trị này, ngoài tụi con ra thì có ai giúp thêm cho gia đình mình có? Bà hỏi bệnh viện nó có giúp được mấy triệu á, đưa bên cô Hằng, bác sĩ Hằng nó thấy khổ quá, cô Hằng mới kêu trong bệnh viện á giúp được mấy triệu. Còn cái phác đồ sắp tới đây thì họ có nói cho cô điều trị ra sao? Thì bây giờ bên bình dân á là phải đưa cháu qua bệnh viện ung bú, đưa cháu bệnh viện ung bú để mà xét nghiệm đợt là hết có thể trị được hay không, còn không được thì cũng bó tay. Bên miền dân nó nói vậy, nó là cháu yếu quá thôi đừng nên đi, còn nếu khỏe thì cứ đem đi làm phát đồ, là làm từ đầu là hết luôn. Cô làm từ đầu đó tốn kém, là gì căng xương đúng không? Nứt nứt rồi, nứt cái lưng rồi, xuống này nứt chân rồi, dữ lắm. Chân có gãi chút này, cái này là cô bị sao đây? Bữa hổm cô ngủ sao cô gãi cô gãi từ sáng cô thấy cô chạy gì nè, chứ đâu phải gì đâu. Cô dắt con vào thăm anh một xí đi cô. Chứ không phải là phòng này à cô? Dạ. Em chào anh Minh à. Anh nhận ra tụi em không ạ? Anh sức khỏe được.
đau quá anh nghĩ. Nói chuyện thấy mệt lắm không? Nước hơi tràn phổi mệt chứ không? Dạ. Anh còn thở oxy cả nhà ơi. Còn cái này là ống tiểu nó ra đây luôn hả cô? Dạ đó. Bây giờ nó tôi đặt cái này vô đây. Giờ để ống y chang vậy mà có một cái bình bự vậy nè. Chứ không phải bịch gì cũng đỡ. Nó không chịu. Nếu mà lắp ống đó luôn. Lắp ống phụ là phải đặt cái bình liên dính dạ, trong người vậy. Dính trong người luôn á. Để cái chàng dịch phổi ra cái xuống cái ống. Nó thở mới nổi. Dạ. Con ngồi đây góc bên này đi con ngồi góc bên này đi. Mày đi nhận xanh sao hơn á cô ạ. Xanh sao rồi. Xuống 3kg rồi. Ừ. Thổ nên chạy thận như đau cân xuống 3kg. Ăn uống mẹ có thể ăn không được rồi này chén không? Ngày thay lần thay chén. Nửa chén rồi, một lần nửa chén thôi. Ăn được vô thôi, còn vô thì ói. Cho cái thai trực tiếp luôn. Đi ăn ở đây rồi vệ sinh rồi chắc là cô lo hết. Thổi không nổi rồi phải chở lên cấp cứu rút rút một giờ nữa rồi rút tiền hai bữa là nó tràn lại nữa. Một lần đi như vậy tốn kém nhiều không cô? Nếu mà đi xuyên thì ba trăm mấy, còn nếu mà ngồi đi cô ngồi đi cô ngồi đi. À còn mà nếu rút rút dịch ra rút dịch ra thì cũng mấy trăm nè. Chụp hình X quang này nọ cô giấy chụp hình X quang này nọ cũng phải 500-600 gì đó. Mà kỳ này mới đi nổi để thay cái ống hay không? Một lần thay ống là đã 600, 200 tiền mà đóng khám bệnh 200 là 800 đó. Đi như này là có được tính vào bảo hiểm không cô? Tính bảo hiểm thì phải cái chuyển tuyến cũng vô giá đó à, còn nếu không bảo hiểm thì từ 1 triệu đổ lên đó. Là bảo hiểm đó, bảo hiểm chuyển tuyến đó. Tháng là cô đi mấy lần? Cái này tháng đi 1 lần. Còn chạy thận thì tháng 2 lần, 4 lần, 8 lần. Cô tính thử một tháng mà lo cho anh Minh tất cả cái khoản tiền á thì khoảng bao nhiêu là đủ? Nó vô chừng rồi. Chục triệu á? Thì cũng khoảng cũng gần tới đó đó. Cũng gần tới. Tại chạy thận mà 80% á thì nó cũng phải khoảng chừng 4-5 triệu rồi. Rồi cái này nữa, rồi cô thấy đó, rồi bịch nè. À, rồi băng keo rồi đó, tính tiền này không cô thấy là một tháng là có triệu bạc rồi đó. Để con xem con. Băng keo này đó. Băng cá nhân, băng y tế. Đủ hết rồi. Ủa chứ còn cái túi này là gì cô? Băng cái bịch này cô làm gì? Cái bịch này là để cho cháu. À thay này rồi cái này ba ghét thì phải thay cái bằng quang cho cháu. Con xem được không ta? Được. Anh cho em xem một tí đó. Đây giật cái bạn còn để... À cái chỗ này là anh mổ bàng quang. Ô nhưng mà cô mổ bàng quang cách đây bao lâu rồi? À, tháng 3. Tháng 1 đậm tới tháng 3. Tháng 1 đến tháng 3. Nay là qua năm, nay là kiểu gần 1 năm rồi nhưng mà vẫn phải băng như vậy, băng suốt đời hay suốt sao? Suốt đời luôn. Tới chết luôn. Thay băng là cô thay hay là y tá về thay? Thì bây giờ nó thay được cô thay. Tức là trước đây là anh thay à? Đúng rồi. Vết mổ nó có còn không cô hay là nó hở gì không mà mình phải băng kín vậy? Nó hai cái lỗ ruột nè. Rồi cái xong tạo cái ruột non đó. Rồi mới đem cái bịch đi ra được. Ruột non mà thay cái thận xuống cái bằng quang á. Cái thận thay xuống bằng quang á. Anh đâu thì anh cứ nằm đi anh nha. Anh không cần lấy đâu anh. Nó tới ba lỗ rồi. Nó tới ba lỗ rồi. Có thể phẫu thuật lại cho nó đi vào lại được không cô? Không có được. Cắt tống bằng quang luôn đâu trời. Thì bác sĩ nói là cắt bằng quang không di căn, mà tại sao di căn cũng chẳng hiểu. Mà giờ nó bác sĩ là không thể nào mà giờ vậy làm sao. Trời. Ở bên kia một lỗ nữa. Nhưng mà nếu mà để không như vậy thì lâu không dài trời. Đâu có được đâu cô ha. Ở kỹ lắm, một ngày thay mấy lần đó, bởi hao tiền đó. Nhưng mà nếu mà băng kính quá nó lại cũng không được. Mà băng... Không sao, băng kính không sao. Sao. Cái đầu cháu này u cục cùng lum. À lúc nãy cô nói là trên cái đầu là có khối u đó. Mới không có u nhưng mà cái hạt di căn. Hạt di căn, mọc lâu chưa? Mọc từ khi nào cô? Đầu mọc đây cũng mấy tháng rồi. Đầy người. Đây nè. Đây nè, đây nó nổi quá trời rồi cô. Còn...
là nó chạy hạt, nó chạy hạt xung quanh người. Nó nặng này cái lên cái đầu. Cái đầu nhiều lắm. Cô rợ cái đầu nhiều lắm. Dạ. Anh máy này là ngủ được không anh? Tối nó không ngủ không được. Nhức xương hả? Nhức chùm xương, nhức gà, ngủ khó ngủ. Hiện tại là mình uống những loại thuốc gì? Thuốc của bệnh viện cho. Thuốc giảm đau. Giảm đau với lợi tiểu không à? Giảm đau, lợi tiểu. Hiện tại anh nói chuyện với tụi em á, thì có đau lắm không anh? Không đau, hơi mệt. Mệt. Nước này nước giờ nó đang tràn phổi nè. Mà tính chắc là ma phải cho chích dịch nữa. Cái ống này là ống gì đây cô? Ống chạy thận. Chạy thận. Hôm qua được rút mà bác sĩ cũng chưa rút. Sợ hư cái tay nè. Cái tay cũng chạy thận. Tay hư mình không có về điều kiện nữa. Rồi phải mổ này mười mấy triệu nữa. Mổ cái chạy này nè. Cái tay này nó là mười mấy triệu uổng lắm, bác sĩ cứ để lại đi. Sao nó thiếu quá. Em sợ em chết. Rồi sao rút nó bác sĩ nó chết thì để bác sĩ chạy xuống rút giùm cho. Nó đừng lo gì hết. Mình ra bác sĩ nói vậy. À, lúc nãy cô có nói là nếu mà đi hút dịch phổi á, hút nhiều là nó không tốt cho cơ thể anh. Hút dịch là người ta họ hút như thế nào anh? Hút chỗ này. Còn dấu nữa. Chết nó làm gì? Đây anh. Đây anh. Ủa là người ta họ sẽ cho một cái cây vào. Một cái kim luồn á. Dạ. Lụi vô rồi nó ra nước. Ra nước lấy đúng 1.5 lít đâu lại thôi, không hơn. Một lần hút lâu không anh? Lúc khoảng gần 1.5 tiếng mấy á. Nhưng mà khi hút về anh phải đỡ hơn nhiều không? Hút vô nó đỡ nhẹ thở một chút. Về 2 ngày, 3 ngày nó dịch lên tiếp. Nếu mà cái tình trạng này là kéo dài là cứ phải vừa chạy thận vừa đi hút dịch phổi hả cô? Giờ bác sĩ rồi khuyên nó là phải mổ gắn cái ống đây nè cho nó chạy dịch, mà giờ gắn vô là đi không được, phải nằm một chỗ thôi, mà giờ nằm một chỗ là chạy thận cũng không được luôn. Nó cứng quá người ta. Đó, giờ chỉ nằm để chết mà thôi. Cái ống nó bự lắm, cái ống nó bằng cái này nè. Cái ống nó bằng ống dòi xe nước tắm mình á. Xe nước tắm á. Trời. Đâu phải cái ống như vậy cũng đỡ. Thấy cái bà nổ rồi mới biết. Nhưng cái thế này khó cô hả? Thật. Giờ biết sao. Không biết là trên kênh của Thu Huyền có ai mà khán giả hay là có người xem nào có bị giống anh Minh không ta? Có phương chắc không có. Không có gì đâu. Nó là đủ thứ bệnh. Thật sự đây là lần đầu tiên con gặp cái trường hợp mà nó ung thư bàng quang này. Mà chỉ cần cắt bàng quang là nhiều. Không biết. Cái bàng quang thì có nhưng mà cái di căn thì nó có biết. Bác sĩ kêu là bây giờ là dựa vào cái sức khỏe của ảnh thôi. Đúng rồi. Khỏe mới, được là mới mới chạy bệnh được. Mới chạy bệnh được. Mà tôi thấy cái di căn này rồi là cũng như vậy mà cũng muốn vậy. Bây giờ tới đâu tới đó thôi, giờ tôi cũng biết sao. Một mình tôi chống cự không nổi nữa. Cô là có mấy người con hết quên rồi ta? 2 người. Ba người, thằng chết thằng thà đó, thì nó giờ một đứa em gái thôi. Có chồng ở Đồng Nai cũng nghèo đó. Anh chị em họ hàng mình chắc là biết hết về bệnh của anh rồi. Tất nhiên một bữa có cho được nhiêu thôi. Một người lâu lâu lên cho 500 ngàn. Vì cho 500 mà 3-4 tháng cũng có lên nữa. Mình câu hỏi này nè. Nhà mình là con thấy cô đi bằng cái xe đạp điện đó. Trước đây có xe không cô? Trước đây cô có xe, cái hồi trước dịch á, cái xe đạp điện kia có hư hoài, có đi góp. Đi góp cái xe đạp điện này. Rồi trước dịch cô góp cho qua dịch nó hết rồi. Đó. Rồi cái xe này cô làm phương tiện đi làm luôn. Nhưng rồi, mà trước đây chắc mình phải đi bằng xe máy hay là không, nhà cô có xe máy, có xe, nhưng mà 2 chiếc xe hư cô bán rồi. Có được có 1.000.000 mới bán thì 1.000.000 à, 2 chiếc. Lo cho anh có phải bán cái gì ở nhà đi không? Có bán chứ. Giờ con tính bán cái nhà đó. Hồi đó nhà cô già thuốc cho anh á. Cái ông xã cô bệnh có bán 2 căn vậy đó. Trước bệnh. Đây cũng có kinh tế. Đúng rồi. Rồi lúc đó có sinh gì đâu. Tôi thấy kinh tế có con không sinh rồi bán 2 căn đó. Rồi xong có 10 mấy năm nay rồi sau đó cô làm có cái nhà mượn nợ cất nhà.
hết nhà được, cái cô có trả vừa dứt nợ trả là cô mang bệnh cô. Cũng hên đó mày, nói mãi rồi nhà cô sập rồi. Thời đó cất tặng cây mấy cây mà trống của tàu hồ á. Đó. Là cô nói định bán nhà này luôn. Thì hỏi mấy kia cũng tỷ hai đó mà chưa có ai mua, tại tin tức bây giờ bất động sản nó đứng hết trơn. Chứ giờ cô bán đây là ở đâu? Thì cũng đi mua nhà nhỏ nhỏ ở sao. Bây giờ thấy sang qua sang lại cũng dư tiền vậy đó. Bây giờ nhà nó mắc mỏ quá. Giờ là có anh bệnh nè, cô bệnh nè, con trai là cô đâu rồi ta? Cô mà cô ấy là cô cầm điếc hả? Xuân ơi, kêu em với con. Nhà cô á, anh Minh, cả nhà anh Minh có hai người con, một bé là đi học nãy là cô đón về. Đã đúng ngay, không? Đúng rồi. Bé học lớp mấy? Lớp 9. Lớp 9. Học giỏi không cô? Cũng được, cũng khá thôi chứ không giỏi lắm. Thì năm rồi cũng xin học bổng đó, bên ấp á, thấy hoàn cảnh khó khăn quá nên xin học bổng được 2 triệu đóng tiền trường đó. Chứ cũng đâu có đóng tiền đóng nè. Như cô biểu rồi con, đi vào đây. Ngại hả? Có thấy người lạ. Cô hỏi. Thôi, cảm ơn, có hỏi được gì đâu. Rồi đi rồi. Cô dài dấu á, dài dấu á. Chị Uyên quên mất là đây là con trai của anh Minh cả nhà, bởi vì là như là em tên gì cô? À, Quý Phú Quý. Quý Quý à. Quý là bị câm điếc từ bé. Điếc là điếc từ bé là nó ấy chứ không có phải là kiểu mà bệnh là xong, là từ bé là ra là vậy luôn. Hôm bữa đây nghe nói là anh kêu là mới nghĩ là đúng rồi, bệnh là nghỉ luôn đó. Tại vì một tháng á cháu lận được 900 mấy á, rồi cái cho cháu đi học mà không đủ đóng đi thêm. Học được 6 năm mới lớp 3 thôi. Yeah. Đó, rồi cái tại lớp 3 tại 1 năm một lớp là phải học 2 năm. Như em học là học như thế nào ta? Học qua bên không có nội trú ở bên chỗ quốc lộ 50 nè. Không, ý con không biết là ví dụ như là một người bị câm đi thì học bằng âm thanh thì cũng được, nhưng mà em lại bị điếc nữa thì họ học họ dạy như thế nào ta? Lúc trước họ cho cái máy ra máy trợ tính đó. Rồi sau thời gian này cái mấy cô không cho đeo nữa, không cho đeo nữa, rồi cái bây giờ cái da dấu thôi, dấu. Rồi như vậy ở nhà như nó cái gì da dấu nó biết. Ví dụ như là cô đi đâu đó thì cô có thể nhờ em Minh này, Quý, em Quý này chăm cho ba cha được không? Nó thì đi thì kêu nó giữ ba đó, rồi đi chạy thận không có ai ở nhà thì nó giữ nhà. Thường thường Quý chăm ba là nó làm được mấy cái vệ sinh không, hay là không được cô? Nó chỉ dân mùng ba nó, hay là ba nó kêu đem nước hay là kiếm cơm gì đó nó đem được, nó còn vệ sinh nó chưa thích làm. Cô ngồi đây đi. Ông Quý bạn cũng không có nói chuyện được cả nhà, nên là chắc là thôi chỉ cho bạn xe qua đây gặp mọi người một xí thôi, còn để nhờ cô trước mai cô chia sẻ nhiều hơn. Rồi cô bình sau cái bình oxy này của mình á là mang về đây rồi tốn kém không cô? Oxy á về thì đặt cọc 2 triệu. Rồi một lần chạy thì bên đây cũng từ thiện cho được 3 bình, mà nay được đủ 3 bình rồi, là bình thứ 4 rồi lấy tiền, nhưng mà không biết nhiêu, nghe nó 300 mấy làm sao á. Họ tới rồi họ mang tới đây không, luôn cho cô tự hay là mình chở? Cô chở về thì mượn sớm đàn ông để chở giùm chứ sao chở nổi. Nhỏ thằng này nè nó cũng lực lưỡng lắm, nó chở giùm với nhỏ dâu đi theo phụ nó, chứ cô đâu có làm nổi bình này đâu. Lần chở 9-10 đêm mới chở, tại cái nơi có xe đó nó ít đó không, mình chở được, tại nó ngang dài nha, rồi vô cái hẻm này không vừa phải để xuôi lại nữa hay là giác lên, nó đâu có làm được, cũng phiền cho anh ta lắm. Giờ phải chịu thôi sao vậy, mà mướn xe ôm thì xe ôm không có chở được. Nhà mình là mấy đời mà bị ung thư như vậy á, thì cô nghĩ là cái nguyên nhân chính là do đâu? Cô cũng biết, chắc cô nghĩ cái nghiệp á, cô không nghĩ gì, có ăn uống bình thường, ăn uống cũng sang trọng như người ta, cũng cá này thịt thì thôi chứ không có gì đâu, mà chắc cô nghĩ cái nghiệp, chứ giờ cũng không nghĩ được cái gì á. Rồi cô cũng biết cô là bị ung thư, nó thiệt tình vậy á. Khi mà mình bệnh rồi á, đến được con mình mà phát hiện ra bệnh đó thì cô xỉu, cô xỉu rồi. Xỉu tại bình dân rồi. Cho bác sĩ vô nói là bây giờ cháu bệnh ung thư bàng quang gì đó, bây giờ mổ bàng quang á là phải mổ bàng quang cho cháu, mà hỏi bây giờ á mổ bao nhiêu bác sĩ không có nói, tại nếu nổ robot là 120 triệu.
Đấy, nên lúc đó cô không có tiền, cô chỉ có mười mấy triệu thôi. Nên cô nói thôi, bây giờ dùng thuốc nam đi. Thì qua ông thầy thuốc nam cô cho uống thời gian là mạnh được một năm. Rồi tự nhiên bị quỷ luôn. Nó tính là thuốc nam nó chỉ cầm cự thôi chứ đâu có chữa hết đâu cô. Đúng rồi. Thì giờ cắt ra tưởng cô tưởng là cắt là hết, không ngờ dị căn như vậy nữa. Nếu hồi xưa dị căn cô không có cắt đâu, có thiệt. Nó phức tạp lắm, như bị vậy nè. Nó nếu dị căn mà không cắt nó đỡ một chút xíu, còn cắt thì tùm lum hết trơn. Có hối hận, cô có hối hận khi xưa mà cô thì không định. Cô không hối hận tại muốn chạy bệnh cho cháu thì để làm thôi, chứ không biết bên Tây Y thế nào. Nhưng mà cháu cũng năn nỉ, cháu nói mẹ ơi mượn tiền cắt một qua cho con đi. Thì cô có nói mẹ bệnh ung thư máu mà cô mẹ không có tiền chạy thuốc, mà con mẹ phải đăng chạy với con, mà ở nhà cô phải chạy với con. Lúc đó là cô nói vậy không? Cô bị mượn tiền cắt một qua cho nó. Nhưng mà mình làm bao nhiêu năm mới có được từng đó tiền mà lo cho anh đây này. Có tới khi nào mà cô đâu có dư nhiều đâu. Cô tính là dành dụm khoảng chừng 20 triệu, 30 triệu để khi cô chết nằm xuống có cái phòng chung cho cô. Với lại hay là cháu khỏi mắc nợ nữa, với nhà còn với cháu ở. Cô nghĩ thôi, thì cô dư còn được 20. 20 rồi mượn thêm tiền, mỗi này không là ba mấy triệu, ăn uống có bốn mấy triệu. Đó. Giờ cô mới nói chạy thôi, thì làm sao giờ. Còn đéo đế cô bán cái nhà trả nợ đâu. Bán nhà cũng lâu đâu, phải mau đâu. Ở kia có năm trời cũng chưa có bán được cái nhà. Nếu mà có thể đánh đổi sức khỏe và tuổi thọ của người lo cho con, cô có chịu không? Chịu. Cô nói mà bây giờ những cái bệnh tật của con, cô á, dồn hết cho cô đi. Tại cô sáu mấy tuổi rồi, cô chết không được. Còn con cô còn nhỏ, không có lo cho con, cho vợ nữa. Cô vẫn nói thường nói giờ cái bệnh của con đổ hết cho mẹ cũng được, không sao hết á. Mẹ lớn mẹ tuổi mẹ chết cũng sao. Bởi cô không có tiền uống thuốc, cô là hy sinh luôn. Mà cô nói bác sĩ trong huyết học, cô nói nè, bây giờ tôi sáu mấy tuổi rồi mà bây giờ không có tiền, mà nếu mà tôi bán cái nhà đi trả thuốc cho tôi, sau này con tôi ở đâu. Tôi nói huyết học vậy, nên huyết học có cho tôi thử máu mỗi tháng thôi. Tức là lúc đó là gia đình cô anh đã biết cô quyết định như vậy chưa, hay là đây là quyết định không, của riêng cô? Riêng cô. Cô nói riêng với bác sĩ. Khi cô bệnh thì cô có giống anh không? Có giống thời gian cũng nói. Nói cho em nó thỏa cái lòng mình ra để mình ấp ức hoài chịu không nổi. Mới sống lạc quan rồi. Thường cô có hay tâm sự với ai không? Đó, cũng tâm sự chị em vậy đó. Nói tôi có chết rồi thì nếu mấy chị có lo cho con tôi thì lo. Giờ ngó cho tôi thôi, chứ tôi cũng không biết sao nữa. Rồi, ảnh có còn có suy nghĩ tiêu cực không cô? Bây giờ cũng tiêu cực rồi, thắt cổ chết hoài đó cô. Bây giờ cũng vậy. Vì đau quá mẹ chịu cũng lo thắt cổ chết. Nói tôi nói bây giờ mình ông nội con nó thắt cổ hai người rồi. Bây giờ mà con thắt cổ nữa thì đợi con nó sẽ thế nào? Con suy nghĩ đi, nếu bây giờ có cái ngày con hết số, con cũng chết thôi. Bây giờ con cứ nằm đi tới đâu ở cái đó. Cũng có người có ngày. Nếu mà con chịu thuốc á, thì con mạnh đại. Còn không chịu thuốc thì con cứ ra đi thôi. Mẹ đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Chứ bây giờ mà con nghĩ thắt cổ, đời con sẽ như vậy nữa. Tại bên nội có hai người thắt cổ cũng sợ lắm. Nhưng mà để cho con mình ở cái tuổi này là cái tuổi gọi như là còn mạnh lắm. Mà bây giờ bệnh như này thôi. Ờ, xin làm lắm cô, bị sành hồ, xin lắm. Chứ anh có hiếu không? Anh có hiếu có lo cho cô cũng không? Có hiếu. Một bệnh quả, cũng mua này mua kia ăn, rồi cho tiền, chụp đỉnh gì đó. Nhưng mà nó còn có nuôi vợ của con nữa. Chứ đâu phải người ta làm tiền nghề, còn nuôi mẹ nữa. Còn này nó làm tiền cũng đâu có gì đâu. Khi thích làm hồ, khi một tháng á. Cũng thất nghiệp từng hai tuần. Có thì làm, có là thôi. Chứ đâu có hết gì làm hết ngày này qua kia được, tháng này tháng kia được đâu. Có cái kỷ niệm nào của hai mẹ con mà cô ấn tượng, cô nhớ không? Ví dụ anh có hứa cô là sau này lo cho cô, mua cho cô cái này cái kia không? Thì nó có tiền đâu, nó hứa chuyện đó. Nó có tiền, nó hứa mới được. Thì ở nhà này như nó đi đầm hồ đó, cái gạch này nọ gì đó đem về, nó tấn vô đó. Dư cái gì đó, cái tivi nè, thì đầm hồ đó dư ra ta cho. Cái nhà này đồ cho mà. Đồ cho ngoài cô. Anh thiết kế ông tự nó xây luôn, tại đâu có tiền mướn người đâu. Ủa, tự anh xây nguyên cái xây nhà luôn. Xây thì mướn một người nữa, người cậu á. Là hai cậu cháu làm luôn.
Chắc làm lâu mới xong được đó cô. Trời ơi, làm chụp dịch đâu có móng được cô. Ở đó bên quản lý đô thị đó, nó vừa vừa lắm. Mà ở đây cũng thương, thương cái mà nó cũng giấu giấu dùm cái làm đúng một tháng rồi xong á. Chứ không có móng, đâu làm móng lâu lắm, không có móng gì trơn, chỉ ấy gạch lên thôi à. Bởi nhà này cũng yếu lắm. Ờ, mai thôi thì hôm nay tụi con đến đây thăm đến gia đình. Các em nha. Thì hôm nay tụi con đến thăm gia đình mình cũng như là gặp lại anh Minh, chia sẻ cho cô chú anh chị khán giả quan tâm được biết về tình hình anh Minh hiện tại. Thì sức khỏe anh hiện nay đã yếu rất là nhiều. Và ngày mai đây thì anh Minh sẽ quay lại bệnh viện để chạy thận và có thể là sẽ phải qua hút chụp phổi. Thì Thu Quyên cũng xin có một khoản tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến kênh, thì con cũng xin gửi lại cho gia đình. Thì mai mình có thêm chi phí đi chữa bệnh. Gửi cho anh Minh bị ung thư bàng quang, suy thận mạc. Còn rất là nhiều bệnh nữa nhưng mình chỉ ghi tóm tắt vậy thôi nha cả nhà. Thứ nhất là có một người ở Alaska, Mỹ gửi cho anh 5 triệu. Thứ hai là có nhóm chị Nick Nguyễn ở Mỹ gửi cho anh 3 triệu. Thứ ba là có cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp gửi cho anh 1 triệu. Thứ tư là có gia đình Kiều Huy Thi ở Mỹ gửi cho anh 1 triệu. Thứ năm là có anh Nguyễn Thành Đô ở Hưng Yên gửi cho anh 100 ngàn. Thứ sáu là có một người gửi lúc 20:07 tối ngày 14 tháng 1 200 ngàn. Thứ bảy là có chị Bích Chi ở Bình Tân gửi cho anh 200. Tổng số tiền là 12 triệu 300 ngàn. À, chắc là Thu Yên xin gửi cho cô là mẹ của anh, mẹ của anh Minh. Con gửi cô 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 12 triệu 300 ngàn đủ nè cô. À, tôi cũng xin cảm ơn những mạnh thường quân giúp đỡ con tôi trong thời cảnh khó khăn này. Và xin thành thật cảm ơn ạ. Và xin cũng cảm ơn cô Thu Quyên và cậu này. Dạ. Hôm nay thật ra đến hôm nay qua thăm mới biết được nhà mình nó lại có nhiều câu chuyện, nó gọi là cũng buồn như vậy thật. Dạ. Anh Minh nãy giờ thì anh cũng mệt đó cả nhà, nên là mình nhờ cô chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà Thu Quyên lẫn các khán giả hôm nay đến thăm anh á, thì ngay tụi em cũng xin phép cập nhật tình hình anh cho các mọi người được biết. Và thứ hai nữa là cũng thay mặt cho khán giả xem kênh và Vô Phút gửi lời chúc sức khỏe đến anh. Mong rằng là sắp tới đây mình đi điều trị nó sẽ suôn sẻ. Và cái thứ hai nữa là cái tinh thần mình cố gắng với anh nha. Cảm ơn chị, nước luôn đi con. Không, con với chú như gì vậy? Con lập mạng giúp đỡ cho con cảnh này. Đi thở mà. Dạ. Cái loại cái đó không được sao. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc Thu Quyên cũng xin được là chắc mình sẽ tạm dừng clip ở đây để cho anh và cô nghỉ ngơi. Thu Quyên xin chào và cả nhà. Và nếu mà có cô chú anh chị nào có người mà có người thân hoặc là quen biết ai bị tương tự như anh Minh đó, mà có cái cách nào hỗ trợ uống thuốc hoặc là như thế nào đó cho sức khỏe nó tốt hơn đó, mong mọi người có thể là bình luận ở phía dưới cho gia đình tham khảo. Thu Quyên cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip. Mình xin chào cả nhà và chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe.